văn, ngoại quốc oán địch, tức tự hàng phục, các hoàng chính trị, bất tương ưu não, quốc độ tương thông, từ tâm tương hướng, vương tự bất quan, giai hành trung xích, phi hậu thải nữ, hiếu kính hướng vương, chư long quỷ thần, ủng hộ kỳ quốc vũ. Vũ trạch thuận thời, quả thực phong nhiêu, nhân thị hoang lạc. Việc dịch, thì ngoại bang đến đánh tự nhiên quy hàng, chánh trị yên ổn, không còn làm hại, lân bang hòa hảo, thương mến lẫn nhau, trong triều từ vương tử cho đến trăm quan đều hết dạ trung thành, nơi cung vi, hoàng hậu, phi tần khởi lòng hiếu kính đối với vua, các thiên, long, quỷ, thần đều ủng hộ trong nước, khiến cho mưa gió thuận hòa, hoa quả phong nhiêu, nhân dân vui vẻ. Lược giảng. Ngoại bang đến đánh, giặc của nước ngoài đến xâm lược, tự nhiên quy hàng, chánh trị yên ổn. Các giặc nước ngoài đến chiếm đánh đều tự nhiên quy hàng, hàng phục. Quân giặc đó đều tự trở về đất nước của mình, hoặc có chiếm đất đai thì đều trả lại, không còn làm hại, không còn nhiễu hại đất nước quý vị nữa. Lân bang hòa hảo, hai nước đều giao hảo, đều làm bạn tốt, thương mến lẫn nhau. Hai nước thân thiện với nhau và giúp đỡ lẫn nhau trở thành bạn bè. Trong triều từ vương tử cho đến trăm quan, các hoàng tử và các quan chức đều hết dạ trung thành, hết lòng trung thành, một lòng một dạ thờ vua, không lừa dối. Hoàng hậu, phi tần, hoàng hậu và tất cả các phi tần, mỹ nữ trong cung vua, khởi lòng hiếu kính đối với vua, đối với nhà vua thì đều một lòng hiếu kính. Các thiên long, quỷ thần. Thiên long, tôi nói với mọi người, tôi có 10 đệ tử, là rồng quy y tôi, quý vị có tin không? Có người nghĩ, rồng là không có thật, rồng cũng là một trong những hộ pháp đấy. Quỷ thì có quỷ xấu và quỷ tốt. Thế nào là quỷ tốt? Quý vị xem, các vị quỷ vương ở trong kinh Địa Tạng đó, chủ tài quỷ vương, chủ mạng quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, đây đều là các vị quỷ tốt. Thần cũng có thiện thần và ác thần. Thần thì cũng giống như quỷ, nhưng thần thông của chúng lớn hơn. Đều ủng hộ trong nước. Những thiên long quỷ thần đều đến ủng hộ đất nước có người trì chú. Mưa gió hòa thuận. Sao gọi là mưa gió hòa thuận? Chính là khi trời mưa thì mưa rơi xuống, khi không có mưa thì trời nắng, thời tiết điều hòa. Hoa quả phong nhiêu. Quả là chỉ tất cả các loại quả, thực cũng có thể là chỉ tất cả các loại quả, cũng có thể hiểu là ngũ cốc. Phong nhiêu chính là rất nhiều. Năm ngoái thu 500 cân, nhưng năm nay đã tăng lên 2.000 cân. Tăng thêm gấp 3 lần, đây chính là phong nhiêu. Quý vị hiểu không? Hiểu rồi, vậy tôi không giảng nữa. Nhân dân vui vẻ, tất cả quý vị đều biết tiếng Trung Quốc. Vì vậy, khi tôi nói đến đây, tất cả các quý vị đều cười. Hán văn, hữu nhược nội gia ngộ đại ác bệnh, bách quái cảnh khởi, quỷ thần tà ma hao loạn kỳ gia, ác nhân hoàng tạo khẩu thiệt, dĩ tương mưu hại, chí gia đại tiểu, nội ngoại bất giả, thường hướng thiên nhãn đại bi tượng tiền, thiết kỳ đàn tràng, chí tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, giảng thử Đà La Ni, mãn kỳ thiên biến, như thượng ác sự, tất giai tiêu diệt, vĩnh đắc an ổn. Việc dịch. Lại nếu trong nhà có những tai nạn như quyến thuộc có bệnh hiểm nghèo, trầm quái nổi dậy, quỷ thần tà ma quấy phá, người ác gieo tiếng thị phi, hoặc vu khống để hãm hại, cho đến trong ngoài, lớn nhỏ chẳng hòa thuận nhau. Tiền của hao mòn, gia đình rối loạn, muốn diệt những tai nạn ấy, gia chủ phải thiết lập đàn tràng, thường hướng về tượng thiên nhãn đại bi, chí tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và tụng Đà La Ni này đủ ngàn biến, thì tất cả việc xấu như trên thảy đều tiêu diệt,
gia đình được vĩnh viễn an vui. Lược giảng: trong nhà có những tai nạn như quyến thuộc có bệnh hiểm nghèo. Trong nhà chính là trong gia đình, trong phòng có người bị bệnh nặng, không thầy thuốc nào chữa được. Trăm quái nổi dậy, quỷ thần tà ma quấy phá. Tại sao như vậy? Vì trong nhà có quỷ thần, ma quái nhiễu loạn, quấy phá. Người ác gieo tiếng thị phi. Có thể có nhiều người xấu bị đặt chuyện thị phi này nọ. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, toàn là không gió mà dậy sóng, tạo ra điều thất thiệt. Vu khống để hãm hại, hoặc muốn kích động, bất hòa, vu khống hại quý vị. Cho đến trong ngoài lớn nhỏ chẳng hòa thuận nhau. Cho đến mọi người lớn nhỏ trong nhà đều không hòa thuận với nhau, bạn bè thân thích bên ngoài cũng bất hòa, trong ngoài đều bất hòa. Lúc này, muốn diệt những nạn đó, muốn những nạn đó được tiêu trừ thì phải làm sao? Thường hướng về tượng Thiên Nhãn Đại Bi. Quý vị nên thường hướng đến trước tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thiết lập đàn tràng. Thiết lập đàn tràng, quý vị nên ở trong một đàn tràng. Chí tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Chí tâm thành khẩn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Và tụng Đà La Ni này đủ ngàn biến. Quý vị niệm chú Đại Bi đủ 1000 biến. Thì tất cả việc xấu như trên, tất cả những điều ác nói ở trên đều được tiêu diệt không còn nữa. Gia đình được vĩnh viễn an vui. Sẽ không bao giờ có chuyện bất an xảy ra nữa. Gia đình quý vị sẽ luôn bình an vô sự. Hán văn: A Nan bạch Phật ngôn. Thế Tôn, thử chú danh hà, vân hà thọ trì. Phật cáo A Nan: như thị thần chú, hữu chủng chủng danh, nhất danh quảng đại viên mãn, nhất danh vô ngại đại bi, nhất danh cứu khổ đà la ni, nhất danh diên thọ đà la ni, nhất danh diệt ác thú đà la ni, nhất danh phá ác nghiệp chướng đà la ni, nhất danh mãn nguyện đà la ni, nhất danh tùy tâm tự tại đà la ni, nhất danh tốc siêu thánh địa đà la ni, như thị thọ trì. Việc dịch: ngài A Nan lại bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chú này tên gọi là gì, con nên thọ trì như thế nào? Đức Phật nói với A Nan: thần chú này có nhiều tên khác nhau như sau: quảng đại viên mãn đà la ni, vô ngại đại bi đà la ni, cứu khổ đà la ni, diên thọ đà la ni, diệt ác thú đà la ni, phá ác nghiệp chướng đà la ni, mãn nguyện đà la ni, tùy tâm tự tại đà la ni, tốc siêu thánh địa đà la ni. Ông nên y như thế mà thọ trì. Lược giảng: ngài A Nan lại bạch Phật rằng: lúc đó ngài A Nan lại bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, chú này tên gọi là gì? Bạch Đức Thế Tôn, thần chú này có tên là gì? Quý vị nghĩ xem, ngài A Nan nghe Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giảng lâu như vậy mà còn không biết danh tự của thần chú này. Con nên thọ trì như thế nào? Nay được thần chú rồi thì phải giữ gìn, thọ trì và trì tụng thần chú này như thế nào? Đức Phật nói với A Nan. Đức Phật nói với ngài A Nan: thần chú này có nhiều tên khác nhau như sau. Đức Phật bảo ngài A Nan: thần chú này không chỉ có một tên mà có nhiều tên, giống như Steve, còn có tên quả chim, hay như quả ninh, còn có tên là hằng tỉnh. Những cái tên rất hay. Thần chú cũng như vậy, có rất nhiều tên gọi khác nhau. Quảng đại viên mãn đà la ni, thần chú này vô cùng rộng lớn và tròn đầy. Vô ngại đại bi đà la ni, vô ngại đại bi là không có chỗ chướng ngại mà lại đầy đủ đại bi. Cứu khổ đà la ni, cứu khổ đà la ni là câu thần chú này có năng lực cứu bạc tất cả những bệnh khổ. Diên thọ đà la ni, khi có người sắp chết, quý vị trì tụng chú đại bi cho người đó thì họ được sống trường thọ, cho nên chú này gọi là chú trường thọ. Diệt ác thú đà la ni, diệt ác thú thì tiêu trừ các cõi ác thú địa ngục
ác quỷ, súc sanh, Atula, bốn ác thú đều tiêu diệt. Phá ác nghiệp chướng Đà La Ni. Chủ này có công năng phá trừ tất cả các nghiệp chướng xấu ác. Thế nhưng, quý vị chớ nên cho rằng bởi chú Đại Bi Đà La Ni có thể phá trừ các nghiệp ác, bèn niệm chú này rồi tha hồ tạo các ác nghiệp thì cũng được phá trừ. Cho dù mình có gây tạo một chút nghiệp chướng đi chăng nữa thì đã có chú Đại Bi sẵn sàng giải trừ cho mình. A. Nếu mình mặc sức gây tạo thì chú Đại Bi cũng sẽ tận lực phá trừ, giống như phá trận vậy. Chẳng phải như thế đâu, những nghiệp chướng xấu ác trước kia của quý vị thì chú Đại Bi có thể phá giải được. Song nay quý vị đã biết rõ rằng nghiệp chướng này đích thị là nghiệp chướng xấu ác, thì lẽ ra quý vị không nên tạo tác nữa mới phải. Nếu nay quý vị còn tiếp tục gây thêm nghiệp chướng xấu ác nữa, thì đừng nói là một cái Đà La Ni, cho dù một vạn cái Đà La Ni cũng không thể nào phá nổi nghiệp chướng xấu ác, biết rõ mà vẫn cố phạm của quý vị được. Cho nên, quý vị cần phải hiểu rõ điểm này. Mãn nguyện Đà La Ni, còn có tên gọi khác là viên mãn, mọi mong cầu đều được thành tựu. Quý vị nói, tôi muốn phát tài. Quý vị niệm chú Đại Bi thì sẽ phát tài, sẽ giàu có. Quý vị lại nói, tôi muốn trở thành quan chức. Thần chú cũng sẽ đáp ứng mong muốn của quý vị. Quý vị lại nói, tôi có đủ thứ, tôi muốn đánh bạc với Renault. Tôi có thể trì tụng chú Đại Bi được không? Tôi sẽ trúng xổ số chứ. Biết 10 thì trúng 9 hoặc 10 lô. Liệu có được không? Điều này thì tôi không biết. Tôi không đảm bảo điều này. I don't ensure this. Nếu quý vị cầu chính nghĩa thì tôi chắc chắn thành tựu. Nếu quý vị cầu điều bất thiện thì sẽ không thành tựu. Tùy tâm tự tại Đà La Ni. Thần chú còn có tên gọi là tùy tâm tự tại. Tâm quý vị muốn gì thì sẽ được như mong muốn. Tóc siêu thánh địa Đà La Ni. Thần chú còn có tên là tóc siêu thánh địa, có nghĩa người niệm thần chú này sẽ rất nhanh đến địa vị thập địa Bồ Tát. Ông nên y như thế mà thọ trì. Cũng như những danh hiệu trên, quý vị phải nương theo danh hiệu để tu tập và gìn giữ. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.